Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vì sao vật tư y tế giá rẻ của Trung Quốc tràn lan trong bệnh viện công Ngày 28 tháng 11, VOA tiếng Việt có bài Vật tư y tế giá rẻ từ Trung Quốc, nỗi khổ của bác sĩ và rủi ro của bệnh nhân VOA dẫn lời một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực phẫu thuật não và lồng ngực cho biết Ông mới thấu hiểu nỗi khổ của người bệnh khi phải dùng các loại vật tư y tế giá rẻ từ Trung Quốc theo ông, vật tư y tế giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào hệ thống y tế Việt Nam là kết cục của quá trình thanh tra toàn diện các dự án cung cấp thiết bị và vật tư y tế thời gian qua. Từ đó các bệnh viện đồng loạt tiến hành đấu thầu lại. Đấu thầu thì Trung Quốc họ vào và thả giá rất thấp, xong rồi về mới sản xuất theo giá đó. Nên giờ 99% là Trung Quốc trúng thầu mà Trung Quốc trúng thầu thì chất lượng không ra gì. Đến bây giờ sự hiện diện của hàng Mỹ và hàng châu Âu tại Việt Nam có lẽ chưa được 1% hình ảnh bài trên VOA. Ví dụ, một lưỡi dao mổ bình thường là 1.000 đồng một chiếc, nhưng ca mổ chỉ cần dùng một cái thôi. Nhưng khi đưa cấu hình là phải thế này, thế kia là thép, thì Trung Quốc sản xuất giống hệt và bán giá 200 đồng, nhưng một ca mổ lại phải dùng đến 6 lưỡi. Như thế, mặc dù họ trúng thầu nhưng cuối cùng lại đắt hơn. Các bác sĩ và bệnh nhân cũng khổ vì tốn tiền hơn, mà chưa kể là mình không giải trình về bảo hiểm cho bệnh nhân được vì bảo hiểm sẽ hỏi là một ca mổ rạch cái gì mà dùng tới 6 lưỡi dao ông phân tích nhiều khi bệnh nhân chết mà chắc họ cũng không hiểu lý do tại sao hay lấy ví dụ các loại dịch hay kháng sinh vị bác sĩ nói về quay dẫn lời một đại diện doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị và vật tư y tế cho các bệnh viện trên cả nước nhiều năm qua chia sẻ đồ Trung Quốc cũng có dăm bảy loại đồ Trung Quốc mà loại tốt thì cũng đắt chẳng kém gì đồ Châu Âu hay đồ Mỹ nhưng nếu nhập hàng ấy về bán thì lấy đâu ra tiền đút vào mồm cho bọn kia. Giống như làm đường đấy, giao cho các anh làm thì các anh phải phết lại mấy chục phần trăm. Thì lấy đâu ra tiền để mà các anh làm công trình cho tử tế được. Việt Nam mình có cơ chế như thế chứ không phải là do người Việt Nam mình thích dùng hàng kém chất lượng đâu. Người Việt Nam người ta cực kỳ chịu chi cho đồ hiệu, đồ tốt, nhất là trong lĩnh vực y tế. Nhưng cơ chế nó như thế, anh lý giải. Hình ảnh nghị quyết mới cho phép các bệnh viện công lập tự xây dựng giá gói thầu và mua sắm trang thiết bị y tế công nghệ cao từ Mỹ và châu Âu, nhưng không bệnh viện nào dám áp dụng vì sợ vào lò. Vị chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực phẫu thuật não và lồng ngực cho biết, những hãng không đấu thầu vào viện được thì người ta ký gửi tại các nhà thuốc ngoài cổng bệnh viện thì người nhà ra đấy mua thôi. Tuy vậy, theo vị chuyên gia này thì cũng chỉ là giải pháp tình thế, không phải gia đình bệnh nhân nào cũng có điều kiện để mua đầy đủ các loại thiết bị vật tư y tế không hề rẻ này mình tiếc cái công học hành thì mình theo đuổi làm trong bệnh viện nhà nước nhưng mà chắc năm tới cũng phải tìm ra bệnh viện ngoài làm thôi chứ làm thế này chán lắm chẳng có hiệu quả gì cả vì mình làm gì có trang thiết bị mà làm còn nếu cố làm mà không cẩn thận để cho bệnh nhân chết thì thôi ra ngoài mổ mấy ca nhẹ mà kiếm tiền chuyên gia này tâm sự VOA tiếp tục dẫn lời một lãnh đạo phụ trách vật tư và trang thiết bị y tế tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội cho biết tình trạng tràn ngập của các loại vật tư y tế giá rẻ từ Trung Quốc tại hầu khắp các bệnh viện hiện nay có nguyên nhân từ quy định cách đây 2 năm trong việc chọn lựa nhà cung cấp. Bây giờ chúng tôi bị bắt phải đấu giá qua mạng, tức là đưa lên một cái đề bài thì nhà cung cấp sẽ vào đấu giá và mình chấm ở trên mạng, sau đó ai được thì họ mới mang hàng đến cho mình. Thế là Trung Quốc cứ nhảy vào đấu giá mà đồ Trung Quốc thì làm sao mà tốt được. Anh cho biết thêm, theo quy định thì cứ ai chào giá rẻ nhất thì phải mua, nếu không sẽ làm sai và nhiều khả năng bị thanh tra kiểm tra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm d với bản tin Vì sao vật tư y tế giá rẻ của Trung Quốc tràn lan trong bệnh viện công? Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Dự luật yêu cầu lắp camera hành trình trên xe máy bị phản đối Ngày 27 tháng 11, VOA tiếng Việt có bài Nhiều người dân, đại biểu quốc hội phản đối đề xuất lắp camera hành trình trên xe máy Theo đó, dự luật đề xuất hàng chục triệu xe máy cần phải lắp camera ghi lại hành trình của Việt Nam đang vấp phải sự phản đối từ nhiều người dân và cả các đại biểu quốc hội trong mấy ngày này Vấn đề gây tranh cãi nêu trên bắt đầu trở thành đề tài thu hút dư luận từ ngày 24 tháng 11, khi Quốc hội Việt Nam bàn về dự luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, chứa đựng điều khoản quy định rằng xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông phải có thiết bị giám sát hành trình, thường được gọi ngắn gọn là camera hành trình. VOA cho biết chỉ trong hai diễn đàn trên nền tảng Facebook có tổng cộng hơn 1,3 triệu thành viên, là Autofun và chân trời mới Media đến tối ngày 27 tháng 11 có hàng nghìn người thể hiện phản ứng cũng như bày tỏ ý kiến cho rằng việc nhà nước tính ban hành luật bắt người dân lắp camera hành trình trên xe máy là gây khó cho dân. Hình ảnh bài trên VOA theo tìm hiểu của VOA đến tháng 8 năm 2023 Việt Nam có hơn 72 triệu xe máy được đăng ký lưu thông. Các loại camera hành trình có giá dao động từ vài trăm nghìn đồng đến 2 triệu đồng một chiếc. Như vậy với giá trung bình 1 triệu đồng một chiếc, toàn bộ các chủ xe máy sẽ tốn tổng cộng tới hơn 72 nghìn tỷ đồng để lắp camera hành trình đầy đủ nếu dự luật được thông qua. Vì vậy dẫn tường thuật của tuổi trẻ VN Express Việt Nam Net và các báo trong nước. Theo đó, bà Đặng Bích Ngọc, đại biểu Quốc hội cho rằng việc bắt buộc lắp camera hành trình cho xe máy có thể gây lãng phí khó khăn cho người dân, nhất là những người ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế còn khó khăn. Báo chí cũng dẫn lời đại biểu Quốc hội Điểu Huỳnh Sang lưu ý rằng thu nhập của người dân còn thấp nên phải khó khăn lắm mới mua được xe máy. Tới đây họ phải chi thêm tiền để lắp camera hành trình. Đó là một sự lãng phí. Bà Sang nói thêm cần xem xét lại đề xuất gây tranh cãi trong dự luật vì người dân vùng cao chỉ sử dụng phương tiện để đi làm vườn, đi nương, đi rẫy, thì liệu chính sách này có hiệu quả hay không? Bà Sang đưa ra quan sát của mình rằng không có quốc gia nào bắt xe máy phải lắp camera hành trình cả. Bên cạnh đó, VOA cho hay, trên mạng xã hội một lượng đông đảo các ý kiến nêu lên nghi ngờ về lợi ích nhóm. Họ viết rằng đề xuất bắt buộc lắp camera hành trình trên xe máy có những dấu hiệu giống vụ hãng Việt Á về việc thông đồng để thổi giá. Hình ảnh truyền thông nhà nước loan tải ý kiến của các đại biểu quốc hội về dự luật này. Một số người liên hệ với các quy định trước đây bắt buộc phải trang bị bình cứu hỏa mini trên xe ô tô, một việc mà bị xem là không giải quyết được vấn đề gì về phòng cháy chữa cháy xe ô tô, ngoài việc giúp cho nhiều cửa hàng bán được các bình cứu hỏa đó. Đề xuất của dự luật đang được bàn thảo còn phải nhận búa rìu dư luận với các lời bình luận như tào lao, ngu xuẩn, thiển cận, đề xuất bóc lột dân, sáng kiến của quan chức rảnh rỗi ngồi máy lạnh. Theo VOA, cùng với làn sóng phản đối là một số lượng đáng kể các lời bình luận từ người dân, cho rằng việc lắp camera hành trình chỉ nên bắt buộc với các xe kinh doanh vận tải hoặc vận chuyển hành khách. Đây là cũng là ý kiến của ít nhất 3 đại biểu quốc hội được báo chí trong nước trích đăng. VOA cho biết thêm, theo một bản tin của tuổi trẻ hôm 26 tháng 11, Bộ trưởng Công an Tô Lâm được trích lời nói rằng cơ quan chủ trì soạn thảo dự luật sẽ nghiên cứu tiếp thu các ý kiến của đại biểu quốc hội để hoàn thiện dự luật, bao gồm cả nghiên cứu kỹ lưỡng để điều chỉnh quy định về thiết bị giám sát hành trình sao cho phù hợp với các loại phương tiện tham gia giao thông đường bộ cũng như điều kiện thực tế ở Việt Nam hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc thơ thời báo.d với bản tin dự luật yêu cầu lắp camera hành trình trên xe máy bị phản đối quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d